Hi, xin chào quý chị và các bạn. Ngày hôm nay Phước Sửu từ GS Nhà Bè sẽ giới thiệu cho quý chị một siêu phẩm gọi là gà đẻ trứng vàng, một cái bất động sản mà tại khu Nam đang rất là hot và về gọi là vừa mua bán để ở và cho thuê. Nói đến sản phẩm đó là sản phẩm shop house của Zygay nằm trong khu đô thị Zygay Nhà Bè 350 hecta thuộc phân khu Zay River County One. Thuộc tính thương mại là vừa để ở vừa kinh doanh nên đây được xem là một sản phẩm khá hút khách trên thị trường. Căn shop với một cái lợi thế nằm trên cung đường Nguyễn Hữu Thọ nên rất là tiện lợi việc mua bán và kinh doanh làm văn phòng. Như vị trí đang Phước Sửu đang ứng thì con đường là 12m và mặt trước của con đường 12m thì là con đường Nguyễn Hữu Thọ 60m, nên với con đường 12m thì quý chị có thể là dừng đổ xe mua sắm và ăn uống tại khu vực này. Diện tích của căn shop mà chúng tôi muốn giới thiệu đến quý anh chị đó là với diện tích là ngang 7 dài 18, tổng diện tích là 126m², xây dựng gồm 1 trệt 3 lầu áp mái, hoàn thiện bên ngoài và bên trong giao thô, thì quý anh chị có thể là tự decor theo ý riêng của mình. Ở đây có một cái vỉa hè khá rộng rãi, quý anh chị có thể là đậu xe hơi, đậu xe máy để có thể gọi là mua sắm. Hướng của căn nhà là hướng đông nên chỉ là nắng buổi sáng thôi quý chị nha, còn lại là buổi chiều cực kỳ mát mẻ. Mỗi căn shop được thiết kế và bố trí cực kỳ hợp lý, tạo nên một cái khu phố thương mại cực kỳ sầm uất. Như mọi người đi nhìn thấy khu vực này thì hiện tại là đang được 50% căn shop ở đây là đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng rồi, với cái mức giá cho thuê từ khoảng từ 38 đến 45 triệu một căn trong một tháng. Thì đây là một cái cộng đồng cư dân đạt đẳng cấp như quý vị. Tương lai đây sẽ là một khu trung tâm thương mại tài chính cực kỳ lớn cho cái khu đô thị 350 hecta và cái khu Nhà Bè nói chung. Đây là một cái khu có một cái thiết kế với là công năng là đáp ứng được nhu cầu kinh doanh đa ngành nghề. Bên cạnh đó thì với những cái thương hiệu nổi tiếng như đơn vị xây dựng Hòa Bình đã xây dựng phần móng Đông Dương, rất là nhiều cái cảnh quan thiết kế cực kỳ hấp dẫn cho một cái shop house đa chức năng này. Vị trí của Phước Sửu đang đứng thì sau này có thể là một tuyến metro số 4 đi ngang qua, và sắp tới có khá nhiều cái gọi là công trình giao thông sẽ hiện diện tại Nhà Bè, giống như đường cao tốc Bến Lức Long Thành hay tại Dự Án, rồi còn mở rộng cầu Phước Long, hầm chui Nguyễn Hữu Thọ và đặc biệt là cầu Rạch Đĩa 1 cũng sẽ là đạt đưa vào hoạt động. Với quý chị khi mà sở hữu cái sản phẩm này thì quý chị có thể tận hưởng được 3 clubhouse trong khu dân cư này với hồ bơi, phòng tập gym, hầm rượu dưới đất, công viên, rồi karaoke, bia, bóng bàn, một cái chuỗi cà phê rộng rãi bên trong, rèn luyện sức khỏe, khu tập thể dục đa năng ngoài trời và có khá nhiều cái mùa có khá nhiều cái công viên với 4 mùa xuân hạ thu đông, mang đến cho quý vị một sự trải nghiệm cực kỳ tuyệt vời tại cái khu gọi là resort 5 sao này. Hãy đến dự án GS Metro City cảm nhận. Đây là một dự án cực kỳ lớn nơi quý vị có thể là lựa chọn để đầu tư, và đặc biệt là sản phẩm shop house với gọi là đa chức năng này, quý anh chị có thể là vừa ở vừa kinh doanh hoặc là mua để cho thuê nha. Quý anh chị cần thêm thông tin hãy email cho Phước Sửu theo số hotline 0909477, like, subscribe kênh của Phước Sửu để nhận nhiều mới nhất về dự án này, và đặc biệt Phước Sửu phân phối cho quý anh chị để lựa chọn một nơi an cư lý tưởng và đầu tư này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.